Luật sư Hồng Loan thông báo vụ kiện sẽ được giải quyết vào tháng 9. Luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc bày tỏ quan điểm: Pháp lý phải có đạo lý. Lúc đi học thầy, cô đều dạy học trò như vậy, nhưng có bao nhiêu học trò lĩnh hội được toàn bộ những điều thầy cô mình dạy hay không lại là câu chuyện khác. Có nhiều bạn nhắn cho luật sư rằng ai đó viết gì đó về luật sư. Tôi chỉ giải thích cho các bạn yêu mến thôi, không đáp lễ họ vì người ta mang đến cho chúng ta món quà mà ta không nhận thì món quà ấy vẫn là của họ gửi tới các bạn yêu mến võ thị hồng loan và quan tâm luật sư nếu có ai đó nói luật sư làm việc được trả tiền nên phải nói theo ý của thân chủ thì các bạn cũng đừng phản ứng lại họ bởi họ đang nói đúng với bản chất của họ viết thuê đúng với một bộ phận nhỏ nào đó cũng sẽ sẵn sàng bảo vệ pháp lý bất chấp đạo lý từ nay chúng ta hãy dành thời gian quý báu mỗi ngày chỉ tiếp cận những nguồn năng lượng tích cực đọc những bài viết hay nghe những câu nói đẹp để tiếp thêm năng lượng tích cực cho bản thân nè thầy tôi luật sư lê minh nhật thường nói với các học trò rằng nghề luật sư là một nghề khó bởi ranh giới giữa thiện ác rất mong manh nghề luật sư là nghề cao quý nếu các con không thể góp phần làm cho nghề nghiệp của mình cao quý hơn thì cũng đừng góp phần làm hoen ố đi học trò lĩnh hội được tâm ý của thầy sẽ hiểu điều thầy dạy ngắn gọn qua vài câu nói mà đã là hành trang chúng tôi phải mang vác cả cuộc đời may mắn là đa số các luật sư tâm quan đều lĩnh hội điều thầy tôi dạy nên khi nhận vụ việc của khách hàng chúng tôi thường nghiên cứu đánh giá rất kỹ hồ sơ tìm hiểu cặn kẽ sự việc rồi mới nhận lời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng không phải vụ việc nào tâm quan cũng bảo vệ trong dân sự đa số các vụ tranh chấp chúng tôi đều tác động các bên hòa giải tuy nhiên đó là những vụ việc mà mỗi bên đều có phần lý lẽ của họ còn đối với những việc mà một bên hoàn toàn không có lý lẽ cả pháp lý và đạo đức thì thật sự luật sư không biết phải tác động hòa giải thế nào nina nassi nguyễn Bữa 25 tháng 8 chị với Loan làm việc, tòa án báo cũng đang sắp xếp giải quyết sớm trong tháng 9 năm 2023 em nhé. Chúc một tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực. Hồng Phượng tìm mọi cách chứng minh Hồng Loan không phải con hợp pháp để hủy thừa kế di sản cố nghệ sĩ Vũ Linh. Luật sư Tuyết Ngọc ôm chặt Hồng Loan tuyên bố một câu, ngầm khẳng định vụ kiện thắng chắc trong tay. Xin chào khán giả kênh Tin giải trí. Về vụ kiện của gia đình nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh, phía nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung 60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh đã yêu cầu tòa án nhân dân quận Phú Nhuận thu thập tài liệu, chứng cứ hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Võ Thị Hồng Loan bị đơn. Theo đó ngày 24 tháng 8 tòa án nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố tài liệu, tiếp cận chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Hồ sơ đăng ký khai nhận nuôi con nuôi giữa ông Võ Văn Ngoan sinh năm 1958 và bà Võ Thị Hồng Loan bản giấy không còn lưu trữ tại quận nên không thể cung cấp bản sao theo yêu cầu. Phía Hồng Phượng và bà Hồng Nhung đang cho rằng Hồng Loan không phải con ruột, cũng không phải con nuôi hợp pháp vì không có hồ sơ nhận con nuôi theo đúng quy định. Hồng Phượng đăng tải bài viết. Một câu hỏi lớn, tại sao đã biết mình là con nuôi mà lên mộ trước vong linh của cậu khẳng định mình là con ruột? để tạo dư luận công kích giày xéo dẫm đạp gia đình trong năm tháng qua mục đích của việc này là gì âm mưu này được ấp ủ từ khi nào tưởng chừng rằng hồng phượng sẽ có một cú lật đổ hồng loan với sự xác nhận của ủy ban nhân dân quận phú nhận hồng loan là con nuôi ông võ văn ngoan tức nghệ sĩ vũ linh có thể khiến khán giả vỡ lẽ và quay lưng với hồng loan nhưng có nằm mơ hồng hượng cũng không thể ngờ khán giả vẫn đồng lòng ủng hộ hồng loan như trước giờ trước phản ứng của khán giả hồng phượng có vẻ rất bực tức nên tiếp tục đăng tải bài viết rõ ràng họ biết biết rất rõ sự việc này mà họ đang tâm góp sức góp tiếng nói giày xéo hạ bệ danh dự gia đình chúng tôi vì điều gì theo tin giải trí thu thập một số khán giả đã trả lời câu hỏi này trong nhóm ủng hộ hồng loan khán giả cho biết họ ủng hộ hồng loan không phải vì cô là con ruột của vũ linh mà đối với họ hồng loan là con gái duy nhất của nghệ sĩ ưu tú vũ linh lúc sinh thời nghệ sĩ vũ linh cũng từng nhiều lần chia sẻ với khán giả hồng loan là con gái duy nhất của ông dù con nuôi hay con ruột khán giả vẫn ủng hộ hồng loan khán giả tẩy chay mẹ con hồng nhung hồng phượng là vì cách sống vì cách cư xử chưa đúng đạo lý làm người em cháu mà lại tranh giành tài sản với con hàng thừa kế thứ nhất họ đã nhận ra những toan tính của hồng phượng trong họp báo tại đám tang nghệ sĩ ưu tú vũ linh vải thưa làm sao che được mắt thánh. Những gì Hồng Phượng và mẹ đã làm, sao qua nổi con mắt của hàng triệu khán giả. Thậm chí trước đó cả Hồng Nhung và Hồng Phượng đều trả lời báo chí rằng Hồng Loan là con nghệ sĩ Vũ Linh, rất có hiếu với cha. Nhưng đến khi tranh giành tài sản thì lại tìm mọi cách để phủ nhận Hồng Loan không phải con nghệ sĩ Vũ Linh. Thông tin mới về vụ kiện, luật sư của Hồng Loan đã lên tiếng trấn an khán giả. Chiều 25 tháng 8 Hồng Loan cùng luật sư đến tòa tiếp cận tài liệu, chứng cứ vụ kiện. Luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc đăng tải bài viết Hồng Loan là con gái hợp pháp của chú Năm, Loan là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Võ Văn Ngoan cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Minh mông tình cha, chiều nay chị cùng Võ Thị Hồng Loan lên tòa phú nhuận, vừa về đến thì nhận được tin nhắn của một người lạ, gửi một số hình ảnh đẹp thiệt đẹp của chú Năm và bé Loan, cùng một số bài báo cũ viết về chú Năm, nhiều bài xúc động nhưng đây luật sư cũng muốn bày tỏ sự trân quý và cảm ơn sâu sắc vì hành động nhỏ nhưng chứa đựng cả một tình cảm lớn chỉ là người dân mà sao lại thương và dành tình cảm đẹp cho loan đến vậy có lẽ xuất phát từ sự cảm thông thương cảm dành cho cô con gái vừa trải qua sự mất mát to lớn sự ra đi của người cha kính yêu xúc động khi đọc đoạn chú linh từng trả lời trên báo trong cuộc sống có những điều mình không thể lựa chọn hay sắp đặt cho bản thân mình nếu ai cũng có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống như ý có lẽ đã không có những bi kịch gia đình xảy ra. Hồng Loan là đứa bé nhạy cảm. Linh tin là sau này bé sẽ hiểu và thông cảm với Linh. Bạn đọc nêu câu hỏi nghệ sĩ Vũ Linh trả lời. Cảm ơn cô chú bác anh chị và các bạn đã yêu thương bé Loan khi liên tục nhắn cho luật sư để hỏi thăm nhưng vì luật sư bận việc nên sẽ không thể phúc đáp được tất cả sự quan tâm ạ. À. Luật sư xin trân trọng tri ân và mong cả nhà hãy yên tâm Hồng Loan là con gái hợp pháp của chú Năm. Loan là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Võ Văn Ngoan cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong buổi làm việc, Hồng Loan cũng có đơn yêu cầu tòa án xem xét và thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của mình. Theo nội dung đơn phản tố, bà Hồng Loan yêu cầu mẹ con bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản của họ ra khỏi nhà số 5 đoàn thị điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Tin vui là tòa đã duyệt qua đơn phản tố. Luật sư, hồ sơ của quận Phú Nhuận cho thấy Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Luật sư của bà Hồng Loan con nghệ sĩ Vũ Linh cho rằng kết quả xác minh nhân thân, theo yêu cầu từ phía nguyên đơn bà Hồng Nhung càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. Ngày 25 tháng 8, tòa án nhân dân quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Hồng Loan con gái nghệ sĩ Vũ Linh bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tại buổi làm việc, bà Loan đã được tiếp cận sau chụp tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án như công văn phúc đáp của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Loan theo yêu cầu của nguyên đơn, bản tự khai của bà Hồng Nhung, Hồng Phượng. Ngoài ra, bà Loan cũng có đơn yêu cầu tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của mình. Cụ thể thẩm định tài sản liên quan đến việc yêu cầu nguyên đơn và bà Lê Thị Hồng Phượng cháu nghệ sĩ Vũ Linh di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm phường 1, quận Phú Nhuận. Trao đổi sau buổi làm việc, luật sư của bà Võ Thị Hồng Loan cho rằng những tài liệu chứng cứ do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp về nhân thân Hồng Loan càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh, là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Như đã thông tin sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, bà Võ Thị Hồng Nhung 60 tuổi, em gái của nghệ sĩ Vũ Linh, đã khởi kiện bà Võ Thị Hồng loan ra tòa để tranh chấp thừa kế. Theo đó, bà Nhung đề nghị tòa tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm phường 1 Quận Phú Nhuận giao ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức do ủy ban nhân dân Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998 và một chiếc ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan. Bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế đối với hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Đến ngày 9 tháng 8, tòa án nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý yêu cầu phản tố của bà Loan. Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm phường 1, quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà này do bà Loan đứng tên người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm ông võ thành nhiêu em trai cố nghệ sĩ vũ linh bà lê thị hồng phượng cháu của cố nghệ sĩ vũ linh và văn phòng công chứng huỳnh thị ngọc yến